Này, cái ông này ông nhiều củng chi đẹp rồi. Ra, à vâng. Đông đảo quá nhỉ, đông vui quá. Đấy, cứ vào chú bác này cái, bác này có đôi mai giá trị đấy nhỉ. Đây chuột. Đây. Đi pin nào chưa? Đôi mai bên này thì bao nhiêu không biết. Đang bận nhìn này. Trung nu. Một đôi trung nu, hôm trước cái kia bảo 35. Cây này là bao nhiêu không rõ. Xi trắng, xi Đài Loan gì đấy. Đó là. Cái cây mai này bao nhiêu thiệt này bác? 35 triệu. Là làm cây kia cũng thế à? Ừ, hai cây bằng tiền nhau. Hơi vướng không xem được. Mẹ, mình mà bê được, mình bê mẹ cái này đi. Ổn chứ. Đấy, ở ngoài Bắc mai như thế là bán gọi là được giá đấy. Đó xanh xi thôi, xanh xi khủng khiếp lắm. Kể cả Tùng La Hán bây giờ không bằng xanh xi. Tùng là cây quốc tế nhưng cây đẳng cấp ấy. Dòng cây bonsai đẳng cấp nhưng mà thô hết xanh xì, nó là văn hóa rồi đó. Không vào trong này để xem được. Đấy, rẻ hơn 30 triệu. Nằm cây đẹp à. Nằm cây đẹp. Còn đây là đẹp, đẹp nói chung. Đấy. Cái như tay chuột này bao nhiêu bạn? À? Cái tay chuột này bao nhiêu? Cái này 8 triệu. 8 triệu. Đấy. Xi này là xi Đài Loan nhỉ? Đây xi gì này? Đây cái này. Đấy. Mấy vấn đề tại đây. Bao giờ lên buôn buôn đồ này là mới nhiều tiền. Làm một cây là có lãi là đủ. Nhưng cây mai kia đẹp. Không biết cái phía sau nó như nào. Em hỏi trên đồ đổ trên này là cái gì đấy? Dạ. Trên đồ đổ trên này là cái gì đấy? Linh Sam, Linh Sam. Linh Sam. Cây Linh Sam. Ai coi tán à? Chưa. Cách đồ đứng đấy. Để phiền bác trèo trèo lên trên tí nhá. Được không? Đấy, được bày bán thoải mái đấy. Đẹp này mà cứ để trên này. Tưởng giấu gì rồi bán rồi. Sung. Tưởng giấu gì rồi bán rồi. À, cây này là mặt sau nó lúa hả bác? Ừ, lúa 1 triệu. À, đây. Cây sao con trở đây? Dạ, cây này gì á? 28. Mặt gì? 1 triệu giá rồi, giờ cái linh sao làm quái là giả hết kìa. Bán 6 triệu, giờ 1 triệu là... À, cây này là mặt sau nó lúa. Mai lúa. Vướng, hơi vướng. Đây, bỏ cốc nước cho được mà. Thôi, chàng thế. Tùng tiếp. Con tùng trong kia rất cao. Trước quả 40 đúng không? Thôi, xem thế là biết. Nhiều lắm, nhiều người thích lắm. Đây, cây này cũng của bác à? Đây, đúng rồi. Cây này là bao nhiêu bác? Cái này là 6 triệu. Bác có thể quay lại cái cây mai này đằng sau tí được không? Được. Cây đấy thì xem kỹ rồi nó nhỏ xem được. Đấy.
6. Được chưa? Làm cũng rất là khéo. Công ty ơi, ông này phải làm ăn lớn. Vài. Hả? Vài. Vâng. Bằng có bằng cây chi thôi, bằng cây xanh chi ở rồi. Ba lăm. Còn đằng sau nó hơi lúa đi, chắc không sao. Anh Vinh để con phân bàn này. Xoay đây. Lại xoay giả vị trí. Những cái chuột này hơi dính vào nhau á, lằng ngoằng quá. Hơi khó nhé. Cái này phải tách bớt đi. Không có điểm nhấn nó đều nhau, cứ đều. Mà về làm được. Đẹp. Toàn trên thùng xe, ngó trên thùng xe. Ra ngoài quay cho nó khoáng. À tí nữa lên xe quay cái số của ông bác này cho các bác xem, cho các bác gọi nhé. Có thích cây nào thì cứ liên hệ luôn cho nó dễ. Chụp ảnh ra cái màn hình ông bác gửi cho người ta. Cả đọc cho em xin cái số của bác ấy. Có gì chứ được không gọi 0909 0909 này. Rồi 114 131 131. Kia là đây là hai anh em à? Đúng rồi. Chung nhau đúng không? Bác tên gì nhỉ? Tên Toàn à? Tuấn à? Kia là Toàn nhỉ? Hôm trước có bác gì gọi cái cây khói hương không? Bác có bác ấy trong kia bác thích không? Cái này thì bao nhiêu? Làm cái này á? Vâng. Cái toàn nhật á? 25 triệu. 25 à? Cả hai mặt. Điền hay quê nhỉ? Điền. Tính hay bất tính đúng không nhỉ? Đúng rồi. Bất tính. Bất tính. Bất tính nhưng mà rất tỉnh. Bất tính. Đấy, kìa đây. Hôm nay cũng xanh đẹp. Đi chơi hoàn thiện luôn, đi chơi thôi đến bao giờ? Cái này thì giá cả nào đấy? Giá cả 22. Không ấy đâu. Phải có phải làm cái đấy không? Vui mà. Đọc số lại đi. Còn lại 9942 455 455 590. Tích bất tỉnh. Đúng rồi, phải nhanh cái đồ đi đã. Vậy. Nhưng mà không quan trọng đâu. Phải chú ý cho một cây mình phải thảo điên. Thảo điên là biết đúng không? Thảo điên là thường thảo điên. Hôm qua anh ấy mới hỏi là cây thế nào, cây được. Alo. Cái này bị vỡ chậu không? Nó làm đường. Có xoay lại được phát cho mặt xem mặt sau không? Đấy thế thôi. Được rồi, đỡ phải xoay tí nữa, đỡ xoay lại.
Con nào cũng được nhỉ. Còn đấy. Cao chắc chỉ tầm 70 phân nhỉ. Đúng. Cao chắc 70 phân nhỉ. Bóng của nó thì nó 1m3. Tôi nghĩ là chiều cao. Chiều cao chắc chỉ tầm 70 phân nhỉ. 70-80 phân. Mấy bác kia trông ý hay lắm, đàng hoàng nó không ngại. Đấy, cây này đẹp, cây này dễ lên đường lắm. Đấy. Qua con chứng qua ký cũng hỏi, nhưng mà anh nào chút trước. Quay ký hỏi chút trước. Và anh Nam thì anh mua thoáng lắm, đã thích thì thoáng. Cũng toàn người Bắc với nhau. Ok bác, cây đẹp. Còn cây này giá nào? Con này á? À? Con này 22 triệu. Còn giá thì con này để thân lên dây phong tranh thôi, không già. Con mét riêng, đối hơi cổ. Đá điếc sạch sẽ, ổn định. Ok bác, có cây của bác Tính hay có cây kia. Ở giữa kia nhìn cái gu mình thích, cũng nhiều người thấy cây này đẹp. Cây nào cũng có đẹp, rất đẹp riêng. Ở đây còn cây này thì bao nhiêu? 16 triệu. 16. Cùng trang lứa đấy nhỉ. Cùng trang lứa, cho một cái này mới làm lại 2 tay. Giật lại. Ok. Nhìn về biết già trắng này nhỉ. Quả kiếp con. Cái nào ạ? Cái nào ạ? Quả kiếp con. Này thì bộ chân móng khá là ổn. Đóng con đấy vào thì chắc phải đóng gỗ à? Hay là đóng sắt? Sắt. Và đóng cao 90 phần. Đẹp nhỉ, con này có bộ đế đẹp. Đẹp sẽ chắn là đẹp. Làm lại cái ngọn hợp lý ấy. Làm nhanh. Hai cái bông trên. Trên chiếc dài. Đẹp. Ok, cảm ơn bác Tính. Xong cái hai cái gian hàng khá nhiều cây VIP này. Các bác ạ. Để chuyển sang cho quay ủng hộ Chí Cương.